Chỉ cần hỏi cư sĩ tâm thì muốn ăn chay nhưng điều kiện không đủ, nhiều khi cá thịt nhưng ngại miệng và cảm thấy tội lỗi. Sư có thể cho lời khuyên hay không? Xin thưa với quý vị là sư không hiểu tại sao mà người ta cứ thích đưa cái chuyện tu và chuyện ăn uống, hai cái chuyện đó nó có khi nó không dính dáng gì tới nhau mà cứ hỏi hoài. Nói như thế này, cái tâm quý vị muốn ăn chay nó không dính dáng gì tới chuyện tu hết, chẳng qua là nó là một cái khuynh hướng ăn uống thôi ha. Cho nên cái chuyện mà quý vị ăn ăn thịt ăn cá đó thì nó cũng không có tội lỗi gì, bởi vì bản thân nó không phải là một phương pháp tu hành. Làm ơn tìm cho sư một bài kinh nào đó mà Đức Phật khuyên hàng cư sĩ nên ăn chay hoặc khuyên hàng tu sĩ nên ăn chay. Kinh Nguyên Thủy nha, có Pali nha, chứ không phải là mấy cái mà tự chúng ta chế ra, chúng ta gọi nó là kinh thì không đúng. Thí dụ như chúng ta ngồi chế, tôi nghe như vậy một thời Đức Thế Tôn tại vườn kỳ viên của ông cấp trưởng lão cấp cô độc cùng với hội chúng 500 tỳ kheo, khi ấy ông cấp cô độc đến hỏi Đức Thế Tôn và bạch Đức Thế Tôn hàng cư sĩ chúng con có nên ăn chay hay không, và Đức Thế Tôn nói là lành thai này cấp cô độc là nên hàng cư sĩ nên ăn chay, thì đó là tầm bậy nha. Không có cái kiểu mà chúng ta ngồi chúng ta chế cái kiểu chế đó, chúng sư thấy rất là nhiều, cho nên sư mới nói là tìm tìm coi có cái kinh nào mà Đức Phật nói hay không. Thì xin thưa, cho tới bây giờ sư không tìm thấy một cái bài kinh nào Đức Phật kêu là hàng cư sĩ hoặc tu sĩ nên ăn chay. Cho nó sẵn đây thì sư nói luôn, cái chờ quý vị chờ sư tí xíu, sư mở cái này ra cho quý vị coi. Rồi đây nè, đây là cái đại phẩm ha, là tạng luật á, tạng luật của hàng tỳ kheo ha. Và đến cái tụng phẩm là tụng phẩm của tướng quân Si Ha ha. Đây đây, sau đó Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, nhân sự kiện ấy đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ kheo rằng: này các tỳ kheo, trong khi biết được làm được giết có liên quan đến bản thân thì không nên thọ dụng, vị nào thọ dụng thì phạm Dukkha-tá. Này các tỳ khưu, ta cho phép thọ dụng cá và thịt có được ba điều kiện tuyệt đối thanh tịnh nha, ta cho phép thọ dụng cá và thịt có được ba điều kiện tuyệt đối thanh tịnh, không được thấy, không được nghe,
không nghi ngờ. Cho nên ấy, đây là luật hàng tỳ kheo áp dụng, cho nên là hàng cư sĩ cũng được áp dụng. Không mắc mớ gì mà Đức Phật cho hàng tỳ kheo, còn cư sĩ thì không được ha. Cho nên ấy, quý vị muốn ăn uống cái gì thì đó là quyền quyết định của quý vị. Và để cho cái chuyện ăn uống nó không phải là tội lỗi đó, thì không có nên vì miếng ăn mà phạm giới. Có nghĩa là mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu để mà mình có được cái miếng ăn. Thì như vậy cái miếng ăn của quý vị có được á, quý vị có quyền ăn. Còn để mà tránh có cái chuyện để mà ăn cá thịt mà nó không nghe, không thấy, không nghi á, thì chỉ việc đơn giản ha, ra siêu thị, ra cái chỗ mà nó cá thịt nó làm sẵn á, mua nó làm sẵn về rồi chế biến. Hoặc là ra chợ mua cái loại họ làm sẵn về chế biến. Nhưng mà nhớ đừng có chỉ nha, đừng có chỉ cái này làm cho chị hoặc làm cho anh hoặc làm cho tôi là không được. Tại nếu mình chỉ mà để cho họ làm á, có nghĩa là cái con đó nó vì mình mà nó chết đó. Nhưng mà nếu như mà mình đi ra mà nó đã có sẵn, nó bán sẵn rồi á, thì mình mua về được.